Chúng ta vẫn thường hồi hợp cài đặt các chương trình nhìn cho máy tính mà không để ý đến những phần mềm ấy. Có thể sẽ kèm theo một ứng dụng phần mềm khác ngoài mong đợi, có thể làm phiền hoặc thậm chí là gây hại cho máy tính của chính chúng ta. Thưa quý vị, những dạng phần mềm đi kèm không mong muốn này được gọi là Trinware. Và chuyên mục thủ thuật ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị 5 gợi ý để hạn chế sự xâm nhập của Trinware đến mức thấp nhất. Nếu một lúc nào đó quý vị cảm thấy bất ngờ vì có một phần mềm lạ mặt ngang nhiên tồn tại trên máy tính của mình mà không hiểu vì sao thì quý vị đã lơ là dành cho các que có thể tự do thâm nhập vào máy. Vì thế ngày hôm nay với năm gửi ngay sau đây có thể sẽ hữu ích cho những ai trước giờ vẫn bình thản để dành đất cho que tồn tại. Gửi đầu tiên và quan trọng nhất chính là chú ý đến việc tải và cài đặt bất kỳ phần mềm nào về máy tính. Cụ thể là tránh lấy đường dẫn tải về từ những quảng cáo không đáng tin cậy mà chúng ta nên tải phần mềm trực tiếp từ trang chủ của nhà sản xuất phần mềm đó. Trong quá trình cài đặt, thực hiện cài đặt từng bước một và hãy từ chối tất cả những đề nghị cài đặt ứng dụng khác vào máy. Phần lớn trong quá trình cài đặt, chương trình đính kèm sẽ được đề xuất trong các điều kiện sử dụng phần mềm. Và lúc này thì quý vị cần loại bỏ dấu tích để chúng ta cài đặt thay vì cứ lướt qua không đọc gì mà liên tục nhấn next. Gợi thứ hai để đảm bảo kiểm soát tốt hơn, quý vị có thể dùng một phần mềm hỗ trợ mang tên là Unchecky. Với phần mềm này ta sẽ không sợ các phần mềm ngoài ý muốn xuất hiện trong máy do sự bất cẩn của mình trong quá trình cài đặt. trước kia sẽ đóng vai trò là người quản gia nhắc nhở khi có người lạ đi chung với khách mời viếng thăm nhà. Theo đó nếu vô tình đồng ý cho phần mềm rác cài đặt, anh Key sẽ cảnh báo ta một lần nữa. Để dùng anh Key thì quý vị hãy truy cập vào địa chỉ là http2.sweat2 lần com để tải về phần mềm. Người thứ ba dành cho tất cả quý vị, hãy sử dụng phần mềm dọn chương trình rác có hai phần mềm mà Vĩnh Phú nghĩ quý vị nên tham khảo đó chính là Ad Cleaner và Junware Removal Tool. Quý vị có thể tra cứu bằng công cụ tìm kiếm để chọn một trong hai dành cho mình. Gửi thứ tư, dù có thể có một vài phần mềm ăn theo nổi tiếng có thể qua cửa canh gác của phần mềm diệt virus, nhưng sự hiện diện của phần mềm này là vô cùng quan trọng bởi hàng ngày có vô số phần mềm lạ mặt khác ra đời và được tặng kèm ở khắp các địa chỉ trên Internet. Gửi cuối cùng của chúng tôi chính là hãy sử dụng phương pháp sàng lọc chương trình bằng cách ứng dụng đó là app blocker trong hệ thống Microsoft Family Safety tại địa chỉ https 2, 2 lần family safety microsoft com Tuy nhiên hạn chế của phương pháp này chính là ứng dụng app Locker chỉ có thể thực hiện đối với phiên bản Enterprise của Windows. Đối với các phiên bản khác thì quý vị phải tải về để sử dụng. Tất nhiên là để dùng dịch vụ Family Safety thì quý vị nên đảm bảo rằng máy tính đang cài hệ điều hành Windows có bản quyền và có một tài khoản Microsoft đã được đăng ký. Hy vọng là những lời khuyên trên đây sẽ hữu ích cho quý vị trong việc quản lý sự hiện diện của các phần mềm hoặc ứng dụng trên máy tính của mình. Mỗi kiến đóng góp hãy tiếp tục gửi về địa chỉ của chúng tôi, cửa số công nghệ gb com Xin được cảm ơn quý vị.